tôi thì bây giờ cư dân mình dân ma cho luôn bây giờ một vùng đất cư dân đã ở nơi xa đó có con tay xin bây giờ mình đấy mà bây giờ cái chút mình đang mong của con là mình ngày thứ hai được mình thứ hai mà ra được đây và xin bây giờ là mang xin bây giờ hay dân là mang xin bây giờ giờ đang rất nhiều gọi ít tiếp xuất hiện dân xa តែតូននឹងសម្ប័យយ៉ាងមយ៉ាត់នេះជាហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាដោយដែលសំនួរបានលើកឡើងបើសិនជាមកភូមិរបស់យើងអត់ទៅសម្ប័យយ៉ាងអត់សម្ប័យយ៉ាងឲ្យមយ៉ាត់ដែលនៅភូមិរបស់យើងនេះវាទុសាទាំងអស់ចុះយើងទុសាទាំងអស់គ្នាហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកសម្ប័យយ៉ាងនៅក្នុងខ្លះនៅក្នុងភូមិរបស់យើងឬមយ៉ាត់នឹងមានអ្នកសម្ប័យយ៉ាងខ្លះហើយយើងរួចខ្លួនហើយការសម្ប័យយ៉ាងនៅភូមិផ្សេងឧទាហរណ៍គ
mùi kế đại xá mật siêu bài từ rồi có phê về ly rồi có thừa đạn nào mua để dưỡng mình ái để cho ruộng bàn đại lái ca sinh bay giang gò ép chuyển vua mà nhận đi nếu không ông sunnah rồi bọn nabi dương muhammad sallam cứ nabi lâu sinh bay giang gò ép ao sẽ đại hai bờ sát tại mà đòn cốt hai bờ suy nên sẽ đại hai bờ sát đòn bọn hai bờ sát nên sẽ đại nên cứ miền cốt nát là lớn nhất đại miền chủng nữa sinh bay nabi dương muhammad sallam đại thừa cả hijrah pi mà cắt từ hai bờ sát luôn cứ đại sa sẽ đại ông nên có toàn islam đấy có bờ tay có chỉ nhẹ đại đó ở các ao nhẹ đại từ chế độ cao nó có thể bỏ qua cứ sức mạnh này chẳng còn miền côn đồng này đang cày mất con chó đi làm chẳng đọc bên là vì những cái những lúc đâu mà thì nó lưu đồng đăng tha sai hai bờ suy những con slap là ví sinh bay giang họ ép ảo đại sa quạt nhẹ đại miền côn hay môi tiết và hai chỉ ô là mặc là bỏ sai và hai chỉ ở miền đại sinh bay giang ở quạt đâu đồng bọn đúng thấy là ví nếu không cà ri cà tha là ví hạ bay đôi chữ khơi mà chết sai ông được không bốc chứ về là lúc sinh bay giang anh ấy chỉ sinh phạt bỏ rồi cái cày vì nước mất tiệt sao bắt bỏ lô vô lăng cho nó nặng nên nó sập tại là bị ông miền miền đi vào Việt Nam mỗi vòng hai thằng là bị lố sầm bay giang họ ép ao thế sầm bay sầm giang họ ép miền đây thành chế sầm bay giang ảo vọt tầm miền mà dân được hàng mục mấy cái đó sập ở bán đấy nè miền đây là ông mà làm mà dân sập rồi phum xê hay dưới sầm giang mà dân rồi đi ở bán thế chẳng hay bán chỉ ô là má còn lượn lăng thả bờ sân chi bọc cô đai vô lăng đã sập rồi đi miền thằng nặng và hai giờ sẽ đánh hà bờ sa rồi còn miền tuần là tì vua hay miền côn một mạch lưỡi Islam anh ấy những ai xin bài giảng gọi bài bàn tại cái nào thì nên cứ ở tì vô lọ ở lại.